sau vụ xe ô tô Camry gây tai nạn tại khu vực phố Ái Mộ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội vào sáng ngày 29 tháng 2 khiến 3 người chết. Nhiều ý kiến cho rằng một trong những nguyên nhân gây nên vụ tai nạn thảm khốc trên là do chiếc ô tô màu đen đỗ ở ngay dưới lòng đường, lấn chiếm phần đường của hai xe trên. Việc chiếc ô tô màu đen này đỗ ở dưới lòng đường cho thấy chiếc xe này đã vi phạm về việc dừng đỗ xe không đúng nơi quy định, nhưng không hề có lực lượng chức năng nào xử lý việc này. Thực tế cho thấy tình trạng xe ô tô dừng đỗ dưới lòng đường và vỉa hè lấn chiếm lối đi lại của người đi bộ và các phương tiện khác tại Hà Nội đã quá phổ biến, đặc biệt ở các tuyến phố nội đô, mật độ phương tiện qua lại dày đặc. Tại nhiều tuyến phố thuộc quận Ba Đình và Cầu Giấy đang xuất hiện tình trạng ô tô dừng đỗ sai quy định. Thậm chí có những tài xế còn dừng đỗ ngay trước biển báo giao thông, thông báo khu vực cấm dừng đỗ. Đây không chỉ là những hành vi coi thường pháp luật mà những hành vi này còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cho người khác. Thực tế là vậy, tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng xe ô tô đỗ tràn lan dưới lòng đường, vỉa hè diễn ra thường xuyên, tuy nhiên lại không có bất cứ lực lượng chức năng nào tiến hành xử lý những vi phạm trên. Phải chăng các lực lượng chức năng trong lĩnh vực giao thông đã bất lực trước tình trạng trên, hay họ vẫn còn thờ ơ, thiếu trách nhiệm trước công việc được giao? Hậu quả của vụ tai nạn giao thông tại Ái Mộ Long Biên khiến bất cứ ai cũng cảm thấy đau lòng. Thiết nghĩ mỗi người chúng ta khi tham gia giao thông hãy nên tuân thủ pháp luật, từ những người lái xe cho đến những người đỗ xe. Và các lực lượng chức năng liên quan đến vấn đề giao thông đường bộ nên xử lý mạnh tay với những trường hợp lái xe vi phạm pháp luật để không còn xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc vừa rồi.